sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ Lego ghép hình có tên là Wall.E, tên của một nhân vật hoạt hình ở trong phim của Hollywood nhé. Bộ Lego này thì mình mua ở trên mạng thôi, nó có giá cũng rất là phải chăng. Xuất xứ thì là từ Trung Quốc. Mình cũng mới chơi Lego nên là cũng muốn là mua một bộ Lego đơn giản về để tập chơi, tập ghép thử. Có nhiều bạn mà đã từng chơi về Lego rồi và có nhiều kinh nghiệm, có thể chia sẻ, góp ý với mình ở bên dưới phần bình luận nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng mở ra xem bên trong bộ Lego này gồm có những cái gì nhé. Ok, thì bên trong sẽ có một cuốn sách hướng dẫn giới thiệu về cách lắp ghép các cái chi tiết của bộ Lego này. Với những người mới bắt đầu như mình thì chắc là mình sẽ phải dựa vào cái sách hướng dẫn này để lắp ghép lên sản phẩm đấy. Không biết là có nhanh hay không. Thank you.
don't wanna